đàn ông đây. Cái việc hôm qua anh nói chú mà chú còn chưa biết à? Đây là đang thị trấn Kim Tân đây, đang thị trấn Kim Tân đây, gần nhà Khánh Cận đội phó đội điều tra phòng chống ma túy Nga Sơn này. Trước đám cưới đó anh đi anh đám đây. Thằng ấy cho anh cái xoay tia rồi chứ cho anh xin tia. Không. Đâu, đường to đâu. Nên đi anh qua đường to à? Chưa. Không biết cái gì. Ở Kim Tân này á? Nó còn rẽ ngược lên được cơ. Qua cái cầu nó đến được. Đúng rồi, công an nó vậy mà. Vậy cái quả xe của anh Sợt thì chú bảo Hoàng Thế Đức mày biết sao nói thế nào. Cái gì không sắp đến chợ Tân rồi. À không, đấy là xe 36. Đấy là con xe 36. Nó quẹt ở cổng nhưng con 37 cơ. Hai bảo cố trùng vô tô nhé. À tí nữa nào đi đón ở cầu hội thì, nên gần cầu hội thì vào điện anh chỉ đường cho. Sài Gòn về 6:45 đã. Có về mấy người? Mình cô bay Sài Gòn ra 6:45 Sài Gòn Thanh Hóa nhá. Vào 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 rồi mày yên từ vào này cho bạn. Cứ để con vào lịch để mang đón vào. Ngồi rửa banh tú ấy. Rửa. Sài Gòn Thanh Hóa bay 6:45 ngày 2 tháng 1 về Yên Từ.